Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Lê-vi ký chương 1. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. Kế đó, lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ hoặc chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tỳ vít, giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ, xả thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra. Thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi để chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Đoạn thầy tế lễ dâng và xông hết mọi phần trên bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu lễ vật người dâng cho Đức Giê-hô-va là một của lễ thiêu bằng chim, thì phải dùng cu đất hay là bò câu con. Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn rứt đầu ra, rồi xông trên bàn thờ, vắt huyết chảy nơi cạnh bàn thờ. Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ về hướng đông là chỗ đổ tro. Đoạn, xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời. Rồi thầy tế lễ sẽ đem xông trên bàn thờ, tại trên củi để chụm lửa. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Chương 2. Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chế dầu và để nhũ hương lên trên. Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thảy nhũ hương, đem xông làm kỷ niệm trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn không pha men nhồi với dầu, bẻ ra từ miếng và chế dầu trên. Ấy là của lễ chay. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo lớn đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn với dầu. Của lễ chay đã sắm sửa như cách này. Ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-hô-va, giao cho thầy tế lễ, và người sẽ đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần phải dâng làm kỷ niệm xông trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ của lễ chay các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va thì chớ dâng với men, vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.
các ngươi được dâng những vật đó cho Đức Giê-hô-va như của lễ đầu mùa, nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ có mùi thơm. Phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật, ngươi phải dâng muối. Nếu ngươi dùng hoa quả đầu mùa đặng làm của lễ chay tế Đức Giê-hô-va, thì phải bằng vé lúa rang, hột lúa mới tán ra, đổ dầu vào và thêm nhũ hương, ấy là của lễ chay. Đoạn thì tế lễ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thảy nhũ hương mà xong làm kỷ niệm, ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 32. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước luộc lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi. Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Chương 63. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ấy chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đăng khi thịnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã vảy ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dày đạp các dân trong cơn giận, đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Vì Ngài có phán, thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Song họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cừu thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Bây giờ dân nhớ lại ngày xưa về Môi-se và dân sự người mà nói rằng, nào đấng đã làm cho dân và người chăn bầy vật mình ra khỏi biển ở đâu?
nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Là đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng. Là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào, như ngựa chạy đồng bằng và không sải bước. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem. Chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu? Lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Thật Ngài là cha chúng tôi. Dầu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel cũng chẳng nhận chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cha chúng tôi. Danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài? Sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại. Dân thánh của Ngài được xứ này làm kỷ vật chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng tôi đã giày đạp nơi thánh của Ngài. Từ lâu nay, chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn đổi danh Ngài nữa. Chương 64. Ôi! Ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy. Ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thế ấy? Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Này, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội, đã lâu như vậy thì còn được cứu sao? Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin Ngài hãy đoán xem, chúng tôi đều là dân Ngài. Các thành thánh của Ngài đã nên đồng vắng, Si-ôn đã trở nên đồng vắng, Giê-ru-sa-lem đã trở nên hoang vu. Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ chúng tôi ngợi khen Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi. Mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều đã bị hủy hoại. Hỡi Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần? Chương 65. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta, thì đã hỏi thăm ta. Những kẻ vốn chẳng tìm ta, thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng, ta đây, ta đây. Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt theo ý riêng mình, là một dân kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đống gạch, ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó, và dám nói rằng, hãy đứng riêng ra, đừng lại gần ta, vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta, như lửa cháy cả ngày. Này, đã ghi chép trước mặt ta rằng, ta sẽ không làm thinh đâu, song ta sẽ báo trả. Thật, ta sẽ báo trả vào ngực nó, tức là tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi, là những kẻ đã đốt hương trên các núi và nói phạm đến ta trên các gò. Nên ta sẽ đo lường việc trước chúng nó vào ngực chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.
Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho thì rằng, đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp và một kẻ kế tự các núi ta ra từ Giu-đa. Những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ này làm kỷ vật. Tôi tớ ta sẽ ở đó. Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên, nơi trũng A-cô dùng làm đồng cỏ thả bò. Còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và rót chén đầy kính mê-ni, nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết. Vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã nói các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này, tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát. Này, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nha. Này, tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa sả cho những kẻ lựa chọn của ta. Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình. Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật. Còn ai ở trên đất mà thề nguyền thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyền, vì những kẻ khốn nạn trước đã quên hết và đã khuất khỏi mặt ta. Ta sẽ dựng trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ. Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình. Vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa sả. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn. Vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Muôn sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta. Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 66. Đức Giê-hô-va phán như vậy: trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: mọi sự này đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Này là kẻ mà ta đoái đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run. Làm thịt một con bò cũng như giết một người, tế bằng một con chiên con cũng như bẻ cổ một con chó. Dâng của lễ chay cũng như chọc huyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà dán cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi từng nói rằng: xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển,
đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi. Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành, có tiếng la lối vang ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Nó chưa ở cử, đã sinh nở, chưa chịu đau đớn đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sinh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sinh ra trong một chập, mà Si-ôn mới vừa nằm nơi đã sinh con cái. Đức Giê-hô-va phán: Ta là đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sinh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán: Ta là đấng đã khiến sinh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao? Các ngươi là kẻ yêu Jerusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó. Các ngươi là kẻ đã khóc vì Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười, hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó, được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột và những đồ ăn gớm ghiếc thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó. Kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cừu lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Đức Giê-hô-va phán: Các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh em các ngươi cưỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu từ các nước mà đem đến núi thánh ta là Jerusalem, đặng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Israel đem của lễ trong đồ đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người Lê-vi. Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Khi dân sự ra ngoài sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt. Chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.